Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt về đại dịch cúm tàu ngày 7 tháng 4 năm 2020 do Vũ Linh tóm lược và Võ Thái Hà hiệu đính cập nhật. Mô hình mới dự báo số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã giảm. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Washington đã cập nhật một mô hình tính toán dự đoán số người tử vong vì COVID-19 tại Mỹ thấp hơn nhiều so với mô hình trước đó. The Epoch Times đưa tin mô hình này là kết quả nghiên cứu của Viện Đo Lường và đánh giá sức khỏe IHME của Đại học Washington, Mỹ. Mô hình dự báo đến tháng 6 năm 2020, Mỹ sẽ không còn ca tử vong mới vì virus Vũ Hán. Tổng số ca tử vong tại nước này sẽ nằm trong khoảng 49.431 ca đến 136.401 ca. Trung bình là 81.765 ca. Phiên bản trước khi cập nhật của mô hình này đã dự báo tổng số ca tử vong tại Mỹ sẽ lên tới 93.531 người thống đốc New York Andrew Cuomo và tiến sĩ Deborah Birx. Điều phối viên của lực lượng đặc nhiệm Nhà Trắng chống virus corona là hai trong số các quan chức hàng đầu của tiểu bang và nước Mỹ đã trích dẫn số liệu dự báo của mô hình mới. Đỉnh điểm về số ca tử vong tại Mỹ được dự báo sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4, ước tính nằm trong khoảng 1.282, đến 7.703 ca, trung bình là 3.130 ca. Mô hình trước đó dự báo con số trung bình, ước tính số ca tử vong, đỉnh điểm sẽ là 2.644 ca. Tuy nhiên, với mô hình mới, số ca tử vong hàng ngày được dự báo sẽ giảm nhanh hơn so với mô hình cũ. Tiến sĩ Christopher Murray Giám đốc IHME cho biết trong một tuyên bố rằng mô hình dự báo được sửa đổi để phản ánh việc phân tích dựa trên dữ liệu mới. Ông Murray nói: "Vì chúng tôi có được nhiều dữ liệu và dữ liệu chính xác hơn, các dự báo mà chúng tôi tại IHME tạo ra trở nên chính xác hơn." Ông cho biết, những dự báo này rất quan trọng đối với các nhà quản lý y tế các nhà hoạch định chính sách và bất kỳ ai có liên quan đến việc chăm sóc những người bị ảnh hưởng và lây nhiễm virus corona. Cập nhật thống kê, tổng số ca bị nhiễm tại Mỹ đã lên tới hơn 368.000 với hơn 10.000 người chết nhưng với trên 19.000 khỏi bệnh, tỷ lệ tử vong lên tới 2,9% trong khi tỷ lệ khỏi bệnh leo lên tới 5,6% một tuần trước. Tỷ lệ tử vong là 1,8%, trong khi tỷ lệ khỏi bệnh là 3,3%. Ta thấy rõ ràng tỷ lệ khỏi bệnh tăng nhanh hơn xa tỷ lệ tử vong. Một thống kê mà quý vị sẽ không bao giờ thấy trên truyền thông dòng chính và truyền thông thông ngôn tị nạn. Trong số khỏi bệnh, đã lớn gần gấp 2 lần con số tử vong. Nhìn vào các tiểu bang lớn, Texas là nơi có ít ca nhiễm nhất cũng như số tử vong thấp nhất Mỹ. Các tiểu bang bị nạn nặng, nặng nhất về số người nhiễm và tử vong là New York, New Jersey, Michigan và Louisiana. Trên thế giới, số người bị nhiễm đã lên tới hơn 1,3 triệu ca với 74.000 tử vong. Tính theo số ca bị nhiễm thì Mỹ đứng đầu, nhưng tính theo tỷ lệ thì Mỹ đứng hạng số 8 trong các nước lớn bị nạn thua xa các nước Tây Âu về tỷ lệ người chết thấp nhất. Mỹ đứng hạng 3 sau Canada và Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới đây là tỷ lệ tử vong Tây Âu. Pháp 9,1%, Anh 10,4%, Hòa Lan 10,0%, Tây Ban Nha 9,8%, Ý Đài Lợi 12,5%, Bỉ 7,8%, Thụy Sĩ 3,5%, Đức 1,6%. Ngoại trừ Đức và Thụy Sĩ, còn tất cả có tỷ lệ tử vong cao hơn Mỹ nhiều. Tin từ New York, cuối tuần qua, New York đã báo cáo tình hình chiến sự chống COVID cho thấy số tử vong lần đầu tiên đã giảm, khiến Thống đốc Cuomo hồ hởi tuyên bố New York đã gần kề ngày cao điểm, có thể số nạn nhân sẽ bắt đầu giảm trong vài, ba ngày hay một tuần nữa. Ngày sau đó, bác sĩ Stuart Discheck, người đang điều hành cuộc chiến chống dịch của New York, tương đương với bác sĩ Fauci của Tổng thống Trump, đã lên tiếng ông không đồng ý với tiên đoán quá lạc quan của thống đốc Cuomo. Ở đây, ta thấy ngay tình trạng tương tự với tình trạng của Tổng thống Trump. Cả hai ông Trump và Cuomo trong tư cách người lãnh đạo chính trị đều có trấn an rằng những tuyên bố lạc quan và cả hai đều bị bác sĩ chuyên gia của mình nói ngược lại. Cho thấy rõ giữa bác sĩ và người lãnh đạo chính trị có hai cách nói chuyện khác nhau vì vai trò, trách nhiệm và nhu cầu khác nhau. Và dĩ nhiên, cách truyền thông dòng chính đối xử cũng khác nhau. Với Tổng thống Trump thì truyền thông dòng chính súng vào tố Trump nói láo hay dốt. Với ông kumo thì truyền thông dòng chính nhất tề ca tụng đã thẳng thắn với dân. Kẻ này chỉ muốn phơi bày ra cái tính phe phái bần thỉu của truyền thông dòng chính. Chứ thật ra, không ai không vui khi thấy con số nạn nhân có thể đang lên tới cao điểm và có nhiều hy vọng sẽ sớm bắt đầu giảm. Sự thật là chẳng phải ở New York không, mà trên cả thế giới, các biểu đồ cho thấy số nạn nhân tuy chưa giảm, vẫn tăng trên phần lớn các quốc gia trên thế giới. Nhưng chiều hướng gia tăng nhìn chung đã chậm lại tin chống dịch. Cơ quan kiểm dịch CDC đã chính thức khuyến cáo tất cả mọi người ra đường nên mang khẩu trang, có thể chỉ là khẩu trang thường bằng vải tự may cũng được. Đây chỉ là khuyến cáo, không phải luật bắt buộc. Trên nguyên tắc, những khẩu trang này không có hiệu quả nhiều trong việc cản vi khuẩn đi xuyên qua và thâm nhập vào mũi, miệng rồi phổi. Nhưng dù sao thì nếu đeo vào mà ho sặc hắt hơi thì đó thì cũng cản được các giọt nước miếng của mình văng ra ngoài lây lan qua người khác đây là điều tối cần thiết vì không ai biết mình đã bị nhiễm hay chưa vì vi khuẩn có thể đã ở trong cơ thể cả hai tuần mà không có triệu chứng gì mình không hề biết đã nhiễm không nên ỷ y gây hại cho người khác đeo khẩu trang như vậy có nghĩa bảo vệ người khác hơn là bảo vệ chính mình. Nghĩ về cách phòng ngừa theo cái này, có một việc nữa không hại gì mà chỉ tốt thôi là sau khi ra đường có đeo khẩu trang về tới nhà bỏ áo ra giặt ngay. Biết đâu đã có vi khuẩn dính vào áo, giặt ngay cho chắc ăn vì vi khuẩn covid rất kỵ xà bông. Tổng thống Trump cho biết chính phủ sẽ hoàn trả tiền bệnh viện và bác sĩ cho những người bị nhiễm dịch mà không có bảo hiểm y tế qua tiền được cấp từ gói kích cầu và trợ cấp mới được ban hành. Ba dân biểu dân chủ, trong đó có hai dân biểu từ Cali, đã đề nghị tu chỉnh luật kích cầu 2.000 tỷ mới. Theo đó, tất cả di dân lậu cũng đều được trợ cấp như công dân Mỹ tức là nhận dù đủ 1.200 đô một người, bất kể mọi điều kiện việc làm hay cư trú. Tu chỉnh này dĩ nhiên sẽ không thể thành sự thật, nhưng vẫn được đưa ra để lấy điểm với cử tri gốc Nam Mỹ trong cuộc bầu tới thôi. Tổng thống Trump cảnh giác một hai tuần tới sẽ là tuần cao điểm của COVID tấn công Mỹ và số nạn nhân bị nhiễm và cả số tử vong sẽ tăng rất mạnh số người được xác nhận. Bị nhiễm gia tăng rất nhanh, một phần do bệnh dịch lây lan nhanh, nhưng phần khác cũng do có nhiều máy thử nghiệm hơn. Nhiều người được thử nghiệm và được xác nhận dương tính hơn. New York đã nhận được 1.000 máy thở trợ thở nhập từ Trung Cộng quà tặng của một nhóm doanh gia tàu, trong đó có Jack Ma, sáng lập viên Alibaba cũng là đảng viên cao cấp Đảng Cộng sản Trung Cộng, khiến cho thống đốc Mô vội vã lên tiếng ca tụng và cảm ơn Trung Cộng ngay. Tôi rất biết ơn vì sự đóng góp của họ. Điều này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều, nó rất quan trọng và sẽ có tác động sâu sắc đến chúng tôi. Kể cũng lạ, Tổng thống Trump gửi 4.000 máy thở, không nhận được một lời cảm ơn mà toàn là công kích. Nhưng Trung Cộng gửi một ngàn thì rối rít ca tụng. Thống đốc New York loan tin lần đầu tiên số người chết hàng ngày tại New York đã giảm. Ông cũng cho biết nan đề của New York không phải là số giường trong bệnh viện thiếu hay không mà là số máy thở. Vậy mà chỉ cách đây có một tuần. Ông cũng đã là người cất giấu cả ngàn máy thở, cho rằng chưa đến lúc cần. Tin mới nhất người ta mới lôi ra được một bài diễn văn của Tổng thống Bush đọc trong năm 2005 cảnh báo nước Mỹ không sớm thì muộn sẽ gặp đại dịch toàn cầu do đó cần phải chuẩn bị sẵn kiểu như tích trữ y dụng cần thiết cũng như thảo kế hoạch phối hợp cách đối phó từ tiểu bang đến liên bang một kế hoạch quy mô sau đó đã được phát họa ngay phát họa ra nhưng trong thời Tổng thống Bush con không có dịch nên kế hoạch không sử dụng. Qua thời Tổng thống Obama, dù gặp phải hai nạn dịch liên tục là H1N1 và MERS, Tổng thống Obama coi thường kế hoạch vì do người tiền nhiệm phát họa không thèm nhìn tới. Nguy hại hơn nhiều qua hai cơn dịch đó, kho dự trữ các y dụng như khẩu trang, máy thở đều bị tận dụng đến cạn kho nhưng rồi sau đó không được bổ sung bù đắp lại. Đưa đến tình trạng hiện nay là khan hiếm đủ thứ. Tất cả sổ sách, số hàng tồn kho còn đấy, nhưng phe dân chủ và truyền thông dòng chính nhất quyết nhắm mắt tố cáo Tổng thống Trump thiếu chuẩn bị đưa đến những con số nạn nhân quá cao. Tin về thuốc trị Theo báo Asian Nikkei Review, Nhật đã khám phá ra thuốc trị dịch COVID lấy tên là Pavipravir được đăng ký thương mại với tên Avigan và được phẩm chống virus được phát triển bởi hãng Toyama Chemical công ty con của Fujifilm Holdings Báo cho biết đã có cả 30 quốc gia đặt mua nhưng Nhật sẽ cung cấp miễn phí số thuốc có thể sản xuất được Tuy nhiên cũng đã có vài tiếng nói lo ngại những phản ứng phụ lâu dài của thuốc này chẳng hạn như có thể có hại cho thai nhi sau này. Theo kệ này, trong tình trạng khẩn trương, cả ngàn người chết mỗi ngày không lo cứu mà lo phản ứng phụ lâu dài là chuyện thật vô lý và vớ vẩn nhất. Không cứu sống ngay bây giờ thì làm gì có chuyện lâu dài để mà lo nữa. Nhật là một nước sắt nách trung cộng, và Nam Hàn bị tấn công sớm nhất, nhưng cũng đã thành công kiểm soát được sự phát tác của vi khuẩn. Phần lớn nhờ tinh thần kỷ luật và tự giác cao của dân Nhật, nghe theo lời kêu gọi cấm cung và cách ly rất kỹ. Một thăm dò mới, một thăm dò với hơn 6.200 bác sĩ của 30 quốc gia trên thế giới cho thấy đại đa số đồng ý với Tổng thống Trump là thuốc hydroxychloroquine như thuốc Plaquenil và Hydrochlorine. Sulfate là những thuốc trị COVID hiểu, hữu, hữu hiệu nhất. Tuy tổ chức y tế quốc, quốc tế WHO vẫn khẳng định chưa có bằng chứng cụ thể. Tỷ phú Bill Gates cho biết ông đang bỏ bạc tỷ để xây bẫy sướng sán xuất thuốc chủng ngừa dịch COVID. Cho dù cho đến nay thuộc chủng, thuộc chủng này vẫn chưa được phát minh ông Gates cho biết thà ông chấp nhận rủi ro này nhưng sẽ sẵn sàng ngay khi thuốc ngừa được phát minh còn hơn ngồi chờ tới khi thuốc được phát minh thì mới xây xưởng sẽ quá muộn đúng là tuyên bố của nhà tỷ phú giàu nhất thế giới dù sao cũng phải nhìn nhận ông ấy là tỷ phú đã chi tiền đóng góp vào các dự án y tế nhiều nhất trên thế giới nhất là các nước chậm tiến bên phi châu và a châu Tin từ Âu Châu. Thủ tướng Boris Johnson bị nhiễm dịch, đã được vào phòng cấp cứu intensive care để chữa trị vì bệnh trở nặng, mặc dù ông đã tự cách ly cả hơn tuần nay. Đức, Đan Mạch và Áo Quốc chuẩn bị kế hoạch mở cửa nước lại, gỡ bỏ dần luật cấm cung quá cắt có hại quá lớn cho kinh tế cũng như xã hội. Tổng thống Trump nói láo Tổng thống Trump đã nhận lãnh việc đóng một vai trò tích cực lớn trong cuộc chiến chống dịch COVID khi ông họp báo gần như mỗi ngày từ cả tháng qua. Điểm đặc, điểm đặc biệt là ông luôn luôn đưa ra những tin rất lạc quan, lạc quan hơn những diễn tiến thật sự, chỉ giúp phe đối lập và truyền thông dòng chính súng lại tố cáo Trump là vua nói láo hay dốc nhất rốt nhất như thường lệ, phe đối lập. Truyền thông dòng chính không biết hay cố tình, không muốn biết đây chính là chiến thuật có tính toán kỹ của Tổng thống Trump. Trong các chuyện phim trinh thám, ta thường thấy cảnh sát khi hỏi cung nghi can luôn luôn dùng chiến thuật Mỹ gọi là Good Cop, Bad Cop. Tức là dùng ít nhất hai cảnh sát hỏi cung, một người cứng rắn đe dọa đủ chuyện, và bọn người hiền lành tử tế vút về. Tổng thống Trump hiển nhiên đã dùng chiến thuật này, trong tư cách tổng thống, ông luôn cố gắng trấn an, giảm thiểu tầm mức nguy hiểm của dịch để dân bớt lo, nhưng trong khi đó lại chấp nhận để những người khác như các bác sĩ Fauci và Bursh và ngay cả Prime President Pence đưa ra những kinh tế, những tin kinh hoàng nhất như bà Burst tiên đoán trong trường hợp lạc quan nhất cũng sẽ có hơn 200.000 người chết. Truyền thông dòng chính tất nhiên khai thác và bóp méo để công kích. Họ hùng hổ chê bai Tổng thống Trump mù tịt, nói bậy, bị chính các chuyên gia của ông vạch trần sự gian dối bằng cách nói ngược lại Tổng thống một câu hỏi không thấy. Truyền thông dòng chính nêu lên. Theo truyền thông dòng chính thì Tổng thống Trump là tay độc tài tuyệt đối. Không bao giờ chấp nhận thuộc hạ nói ngược hay chống đối. Vậy thì tại sao Tổng thống Trump vẫn lên TV họp báo mỗi lần đều cho ông Fauci và bà Bush lên kê tủ đứng vào miệng ông ngay khi ông đang đứng đó. Tin mới nhất về con số 200.000 người có thể chết do ông Fauci và bà Burns đưa ra. Một vài cơ quan của truyền thông dòng chính đã cho là quá cao. Hàm ý Tổng thống Trump hù dọa dân. Lúc thì công kích Tổng, tổng thống Trump nói láo, giảm thiểu, tai họa quá lỗ. Lúc thì tố tổ, Tổng thống Trump nói láo, bi thảm, hóa quá lỗ. Tổng thống Trump bình thường nào thì phe ta cũng vặn ra được cách để đánh thôi. Tin từ Texas Tin cập nhật cho biết tiểu bang Texas đã có hơn 6.500 người bị nhiễm và gần 120 tử vong. Trong khi đó, thống đốc Texas cho biết tiểu bang đang có 20.000 giường sẵn sàng tại các bệnh viện, trong đó có 2.107 giường cấp cứu, intensive care và 8.741 máy thở. Texas là một tiểu bang lớn nhất nhì ở Mỹ, nhưng với số bị nhiễm và nhất là số tử vong thấp nhất nước. Texas là tiểu bang áp đặt lệnh cấm cung gắt nhất nước, ra đường không có lý do chính đáng và không đeo khẩu trang bị phạt 1.000 đô và có thể bị nhốt tới 6 tháng. Trong khi đó, những người tới từ cả tá tiểu bang và thành phố bị nạn nặng nhất bị chặn từ biên giới, đường bộ và phi trường, phải bị bắt buộc cách ly 14 ngày. Texas cũng là tiểu bang mà thống đốc đã cho phép dùng thuốc chloroquine trị sốt rét để trị corona. Tổng thống Trump ra lệnh động viên. Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cho phép Bộ Quốc phòng động viên mạng trở về quân ngũ những quân nhân đã về hưu để giúp việc kiểm soát cuộc tấn công của vi khuẩn COVID. Bộ Quốc phòng có thể nhận thêm tới 1 triệu quân nhân mỗi người có thể ở lại quân ngũ trong 2 năm. Với việc gọi lại này số quân nhân hiện dịch trong quân đội chính quy cũng như trong lực lượng vệ binh quốc gia sẽ không bị suy giảm và công tác quốc phòng sẽ không bị hại gì. Quân đội đã được huy động mạnh để giúp các tiểu bang New York, California và Washington là ba tiểu bang bị nạn nặng nhất. Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã ra lệnh hơn 1.000 bác sĩ quân y và y tá của không quân và hải quân Mỹ được chuyển qua New York để giúp thành phố này. Trong khi đó, khoảng 1.000 quân nhân cũng đã được biệt phái qua làm việc với FEMA, là cơ quan chịu trách nhiệm đối phó với thiên tai. Tổng thống Trump đã ra lệnh tàu quân y Comfort với 1.000 giường cập bến New York để nhận các bệnh nhân thường, không bị nhiễm dịch chia sẻ bớt gánh nặng cho các bệnh viện ở New York. Nhưng cả mấy ngày sau khi tàu cập bến, vẫn chỉ có được 20 bệnh nhân được chuyển lên tàu. Một bằng chứng nữa về cách các công chức làm việc trong cái rừng luật lệ và thủ tục của tiểu bang Vũ Em, New York. Tin kinh tế, ngay sau khi tin số tử vong tại New York thuyên giảm, ngày thứ hai đầu